Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một sản phẩm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa dành cho không gian thờ cúng của gia đình. Bộ đỉnh đồng đúc liền khối được đánh bóng tỉ mỉ và tinh xảo. Sản phẩm này không chỉ là một món đồ thờ cúng mà còn là biểu tượng của sự trang trọng, tôn kính và gắn kết gia đình. Với nhiều tác dụng, bộ đỉnh đồng đúc liền khối tôn vinh vẻ đẹp truyền thống gia đình. Bộ đỉnh đồng là một biểu tượng của sự trang nghiêm, giúp tôn vinh truyền thống và gia phong của gia đình. Khi đặt trên bàn thờ, sản phẩm này mang đến cảm giác uy nghi, trang trọng, thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn của con cháu đối với tổ tiên. Với chất liệu là độ bền vượt trội. Cùng với chất liệu đồng đúc nguyên khối, bộ đỉnh đồng này có độ bền vượt trội, không bị mài mòn hay rỉ sét theo thời gian. Đây là một khoản đầu tư lâu dài có thể truyền lại cho các thế hệ sau như một bảo vật gia bảo quý báu. Với tính thẩm mỹ cao, sản phẩm được đánh bóng tỉ mỉ, mang lại vẻ đẹp sáng bóng, tinh xảo. Bộ đỉnh đồng không chỉ làm đẹp cho không gian thờ cúng mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ cho toàn bộ ngôi nhà. Với phong thủy tốt, theo quan niệm phong thủy, đồng là kim loại có khả năng hút và lưu giữ năng lượng tốt. Việc đặt bộ đỉnh đồng trên bàn thờ giúp gia đình thu hút tài lộc, bình an và may mắn. Khi mua bộ sản phẩm, các bác sẽ có những lợi ích như sau: tạo cho bàn thờ sự trang trọng và uy nghi. Bộ đỉnh đồng đúc liền khối chính là sự lựa chọn hoàn hảo để bàn thờ gia tiên của mình toát lên vẻ đẹp sang trọng và uy nghi. Cùng với độ bền bỉ và lâu dài, bộ đỉnh đồng đúc liền nguyên khối đảm bảo độ bền vượt trội, có thể lưu truyền qua nhiều thế hệ và giá trị thẩm mỹ cao. Bộ đỉnh đồng này với vẻ đẹp sáng bóng, tinh xảo chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Tôn vinh và gắn kết gia đình, việc sở hữu một bộ đỉnh đồng đúc liền khối không chỉ là việc thờ cúng mà còn là cách thể hiện của lòng biết ơn, tôn kính đối với tổ tiên, gắn kết các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn. Thông số kỹ thuật, bộ đỉnh đồng cao 62, chân nến 50, hạc 63 và tổng trọng lượng là 46 kg. Thưa quý khách hàng, bộ đỉnh đồng đúc liền nguyên khối không chỉ là một món đồ thờ cúng đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự trang nghiêm, tôn kính và truyền thống. Sản phẩm này mang lại sự bền bỉ, thẩm mỹ và phong thủy tốt lành cho gia đình. Nếu khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau. Hãy đăng ký và chia sẻ kênh để góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa thủ công của Việt Nam.